Mane đến Bayern Munich kiểm tra y tế vào thứ ba. Ngày Sadio Mane ra mắt Bayern Munich không còn xa khi kế hoạch để kiểm tra y tế cũng đã được xác nhận. Cụ thể, Mane sẽ cùng người đại diện của mình di chuyển tới Đức vào thứ ba để tiến hành kiểm tra y tế. Dự kiến ngày hôm sau, tiền đạo 30 tuổi sẽ ra mắt Allianz Arena. Với việc chỉ còn lại một năm hợp đồng, cộng thêm việc Mane tha thiết ra đi, Liverpool dù có muốn giữ chân cũng đành phải gật đầu với đề nghị 40 triệu euro của Bayern. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano trong đoạn tweet mới đây đã đưa ra thông báo ngắn gọn: thương vụ Sadio Mane đã hoàn tất. Giám đốc bóng đá của Bayern Munich Hasan Halimizic xác nhận sau cuộc gặp ở Anh: vâng, Sadio Mane sắp đến Bayern. Trong 6 năm ở Anfield, Mane đã ghi 120 bàn sau 269 trận ra sân và góp công trực tiếp giúp Liverpool vô địch cả Champions League và đặc biệt là Premier League sau 30 năm chờ đợi. Chuyển đến Bayern được xem là quyết định khôn ngoan của Mane để thỏa mãn tham vọng chinh chiến ở một bên đô mới. Sự hiện diện của Mane cũng là bước chuẩn bị của Hùng Xám trong bối cảnh Lewandowski đang đòi ra đi. Rashford là một trong hai cầu thủ bị sỉ nhục nhiều nhất trên mạng xã hội. Tờ Daily Mail vừa công bố thông tin mà có lẽ tiền đạo Marcus Rashford của Manchester United không hề muốn nghe. Cụ thể, anh cùng với tiền vệ Bakayoko Saka của Arsenal là hai cầu thủ bị sỉ nhục nhiều nhất trên mạng xã hội. Hồi mùa hè năm ngoái, Rashford và Saka đã cùng tuyển Anh lọt vào tới trận chung kết Euro 2020. Ở trận tranh ngôi vô địch, anh đã hòa đội bóng áo thiên thanh 1-1 sau 120 phút trước khi để thua 2-3 trong lượt luân lưu. Cùng với Jadon Sancho, Rashford và Saka là ba cầu thủ bên phía Tam Sư đã không hoàn thành nhiệm vụ ở màn đấu súng khiến Tam Sư thua cuộc. Đây được xem là lý do chính khiến cặp đôi này phải nhận vô số lời miệt thị, nhất là trên mạng xã hội. Phần lớn những lời công kích nhắm vào Saka và Rashford xuất phát từ những tài khoản được lập tại Anh. Riêng tại Euro 2020, có đến 75% bình luận phân biệt chủng tộc trên Twitter và Instagram liên quan đến các cầu thủ da màu. Cũng cần phải nói thêm rằng, kể từ khi giải vô địch châu Âu 2020 đi đến vòng bán kết, có khoảng trên 38% số lời phỉ báng cầu thủ trên mạng xã hội được phát đi từ các tài khoản ở Anh. Bình luận về vấn nạn này, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết: nhiệm vụ của chúng tôi là phải bảo vệ các cầu thủ. Cầu thủ là những người mang lại niềm vui cho khán giả, nhưng thật không may là một bộ phận trong số họ lại trở thành nạn nhân của những kẻ quá khích. Chúng tôi phản đối những kẻ phân biệt chủng tộc. Hành động đáng lên án của họ đơn giản là không được phép tồn tại trong thế giới bóng đá. Ở những giải đấu lớn sắp tới, chúng tôi sẽ có những hành động cụ thể và quyết liệt để giải quyết vấn nạn này. Chelsea tính thay Lukaku bằng Lewandowski. Ban lãnh đạo Chelsea đang tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp để thay thế cho bản hợp đồng bom tấn nhưng lại gây thất vọng mang tên Romelu Lukaku. Theo ESPN, họ đã hướng sự chú ý tới ngôi sao Robert Lewandowski của Bayern Munich. Lukaku mới trở lại Chelsea từ Inter Milan vào mùa hè năm ngoái với giá 98,5 triệu bảng. Tuy có giá hơi cao như vậy, song anh lại không thể hiện được gì nhiều khi chỉ ghi có 8 bàn sau 26 lần ra sân ở Premier League. Đáng chú ý, chân sút người Bỉ sinh năm 1993 này đã công khai bày tỏ mong muốn được trở lại khoác áo Inter Milan. Đại diện Italia cũng đã lên tiếng hỏi mượn Lukaku và không loại trừ khả năng ban lãnh đạo Chelsea sẽ đáp ứng nguyện vọng của họ. Bằng chứng là ban lãnh đạo đội bóng phía Tây thành London đã xem Lewandowski là mục tiêu có thể thay thế Lukaku. Lewandowski chưa có kinh nghiệm thi đấu ở Premier League nhưng được huấn luyện viên Thomas Tuchel của Chelsea đánh giá rất cao. Cách đây ít hôm, chính cầu thủ người Ba Lan sinh năm 1988 này đã tuyên bố anh không định tiếp tục gắn bó với Bayern trong mùa giải tới. Vấn đề với Chelsea là họ không phải là đội bóng duy nhất bày tỏ mong muốn được sở hữu cựu tiền đạo của câu lạc bộ Dortmund. Ngoài Chelsea, trong danh sách các câu lạc bộ đang theo đuổi Lewandowski còn có cả Manchester United, Paris Saint-Germain và Barcelona. Lewandowski hiện còn hợp đồng với Bayern Munich tới mùa hè 2023. Anh chuyển từ Dortmund tới Bayern Munich năm 2014. Kể từ đó tới nay, Lewandowski đã giành được 19 danh hiệu lớn nhỏ cùng đội bóng xứ Bavaria, trong đó có 8 chức vô địch Bundesliga liên tiếp. Cần phải nhấn mạnh rằng trong 7 mùa giải gần nhất, anh thi đấu cực kỳ ổn định khi đều ghi tối thiểu 40 bàn mỗi mùa. Cựu hậu vệ của Man City Kolarov giải nghệ. Sau thời gian cân nhắc, hậu vệ Alexander Kolarov đã quyết định chia tay sự nghiệp quần đùi áo số của mình ở tuổi 36. Hết tháng 6 này, Kolarov sẽ hết hạn hợp đồng với Inter. Chưa cần tới thời điểm đó,
Hậu vệ người Serbia đã quyết định treo giày, qua đó kết thúc luôn 2 năm gắn bó với nửa xanh thành Milano. Chia sẻ về quyết định của mình, Kolarov cho biết: "Tôi luôn biết là sớm hay muộn, thời khắc này cũng đến. Dù rất lấy làm tiếc khi đóng lại một chương trong cuộc đời, tôi vẫn rất cảm kích vì mình có thể đạt được những thứ mình mơ tới. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã luôn bên cạnh tôi. Đầu tiên là những đồng đội ở những câu lạc bộ tôi đi qua, cùng với đó là đồng đội tại Serbia, quê hương nơi tôi luôn tự hào được đại diện. Tôi cảm ơn những câu lạc bộ, những chủ tịch, những vị huấn luyện viên, những trợ lý, những bác sĩ và những người đã giúp đỡ tôi. Tôi đã đi đến cuối hành trình này, cảm thấy thỏa mãn với những gì đạt được. Tôi hy vọng những nỗ lực cả trong và ngoài sân cỏ của mình có thể trả ơn người hâm mộ. Bây giờ tôi sẽ tập trung cho một cuộc sống bóng đá khác. Tôi sẽ sớm bắt đầu tập luyện làm giám đốc kỹ thuật hoặc tuyển trạch viên." Kolarov bắt đầu sự nghiệp ở Serbia. Tới năm 2007, anh chuyển tới Lazio. 3 năm sau, hậu vệ sinh năm 1985 này cập bến Man City, và đó cũng là nơi anh giành được nhiều danh hiệu nhất. Với 2 ngoại hạng Anh, 1 FA Cup, 2 cúp liên đoàn, Kolarov cùng với Inter Milan vô địch Serie A 2020-2021. Trong sự nghiệp của mình, Kolarov đã ghi tới 69 bàn dù là một hậu vệ. Anh nổi tiếng với những cú sút bằng chân trái như bố bổ. Man City và Brighton làm khó thương vụ Mark Cucurella. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Man City dự kiến sẽ đưa ra lời đề nghị mở màn cho hậu vệ cánh Mark Cucurella của Brighton nhằm nâng cấp hành lang cánh cho nửa xanh thành Manchester. Cucurella gia nhập học viện La Masia danh giá của Barcelona khi Guardiola còn dẫn dắt câu lạc bộ Scotland. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã thi đấu 2 mùa giải tại Getafe trước khi gia nhập Brighton, nơi anh đã giành được giải thưởng cầu thủ của năm. Giám đốc thể thao của Brighton, Tony Bloom, tiết lộ đội bóng này không có ý định thay đổi về mức giá yêu cầu của mình, khi trước đó đã bán tiền vệ Bissouma cho Tottenham với mức phí 25 triệu bảng cùng với 5,5 triệu bảng biên phí. Đây là mức phí không thay đổi quá nhiều với định giá ban đầu của đội chủ sân Emirates. Trước đó, Brighton cũng đứng vững ở mùa hè năm ngoái khi đòi 50 triệu bảng cho Ben White, người gia nhập Arsenal. PSG phá Real gia hạn Vinicius bằng núi tiền. Tiếp tục đổ dầu vào lửa cho mối thù hận giữa hai đội, PSG đã lại dùng thế mạnh tài chính của mình nhằm phá kế hoạch gia hạn Vinicius của Real Madrid. Vinicius vẫn còn 2 năm cho hợp đồng với Real, nhưng đang là mục tiêu nóng trên thị trường chuyển nhượng sau màn trình diễn chói sáng mùa trước. Cụ thể, Vinicius đã ghi tới 22 bàn và có 20 kiến tạo, giúp Real vô địch La Liga và Champions League. Đặc biệt, tiền đạo Brazil chính là người ghi bàn duy nhất trong trận đấu quyết định với Liverpool ở cúp châu Âu. Chính vì lẽ đó, Real rất muốn gia hạn với Vinicius. Tuy nhiên, kế hoạch của Los Blancos lại gặp vài sự trở ngại lớn từ PSG. Theo tờ Marca, Paris Saint-Germain đã liên hệ với Vinicius từ tận tháng 11 năm ngoái và liên tục thuyết phục anh đừng gia hạn với Real. Trước đó, Paris Saint-Germain chào mời Vinicius bằng bản hợp đồng có đại ngộ lên tới 40 triệu euro mỗi năm, kèm theo những cơ hội kinh doanh màu mỡ tại Qatar. Tuy nhiên, Vinicius luôn cho thấy sự kiên định của mình khi từ chối PSG và một mực muốn đàm phán gia hạn với Real. Theo các nguồn tin uy tín, Vinicius đã đồng ý một bản hợp đồng mới với Real có thời hạn tới 2026 hoặc 2027 với mức lương chỉ khoảng 10 triệu euro mỗi năm, thấp hơn rất nhiều so với đề nghị của Paris Saint-Germain. Thêm vào đó, điều khoản phá vỡ hợp đồng có thể lên tới 1 tỷ euro. Như vậy có thể thấy, ngay từ khi gia hạn thành công với Mbappe, Paris Saint-Germain đã luôn có những kế hoạch nhằm phá đám Real Madrid. Mới nhất, họ đã bị Real qua mặt ở thương vụ Choumani.